Wow, đẹp thiệt đó. Loài này thật ra là sứ mặt trăng. Thực ra bản thân chúng giống trong suốt, nhưng khi ánh sáng khúc xạ tới cơ thể của chúng, chúng liền trở nên rực rỡ sắc màu. Hình như trước đây tôi cũng từng nghe một truyền thuyết liên quan tới sứ mặt trăng. Chuyện kể rằng ngày xưa có hai vệ tinh quay quanh trái đất. Một là mặt trăng, hai là trụ tinh. Chúng vốn là một đôi rất yêu thương nhau. Sau đó một ngày nọ, có một thiên thạch sắp dài vào trái đất. Mặt trăng bị lệch khỏi quỹ đạo. Trụ tinh vì muốn bảo vệ mặt trăng nên đã chọn hy sinh bản thân, không chút do dự mà lao mình đâm vào thiên thạch. Sau khi trụ tinh biến mất, mặt trăng rơi nước mắt. Về sau những giọt nước mắt này rơi xuống biển, cuối cùng thì biến thành sứa mặt trăng. Thực ra có những lúc con người cũng giống như vậy. Khi cô đem lòng yêu một người, cô cũng sẽ giống như trụ tinh, bất chấp mọi thứ vì người đó. Đúng vậy. Đẹp thiệt đó. Cô đã nghe về sứ khổng lồ bao giờ chưa? Sứ khổng lồ hả? Tôi chưa từng nghe bao giờ. Chúng được gọi là hồn ma của đại dương, sống sâu dưới đáy đại dương trong một thời gian dài. Nơi đó tối tăm vô tận, áp lực vô cùng lớn. Nhưng đối với chúng mà nói, nơi đó lại là thiên đường. Chúng thích sinh sống ở nơi tối tăm sao? Có lẽ vậy. Nhiều năm qua rồi mà chúng vẫn không ngừng tiến hóa trong bóng tối. Có lẽ chúng đã sớm quen với việc đó rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu chúng may mắn gặp được ánh sáng mặt trời, có lẽ chúng cũng không muốn ở lại nơi tối tăm đó, mà sẽ cố sống theo hướng mặt trời. Nếu là tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm vậy. Chú ơi, chú đang nhìn gì vậy? Đẹp thiệt đó. Đủ bảy sắc cầu vồng luôn nè. Chú nhìn chậm chậm hai cô chú bên kia từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nhóc mập này ở đâu ra không biết. Nè, đợi đã nhóc. Quay lại đây nhóc mập. Con giúp chú là một việc ha. Lát nữa chú sẽ mời con ăn cây kẹo mút nữa, được không? Dạ được. Nhưng mà giúp việc gì chú? Chú ơi. Chú ơi. Chú à. Chú ơi. Chú à. Chú ơi. Đừng có gọi nữa. Chú thấy con đụng đúng kỹ thuật không? Kẹo của con đâu? Đồi kẹo nữa hả? Tránh ra đi. Không phải anh nói không tới sao? Tôi tới mua cá. Anh tới thủy cung mua cá cô hả? Cô có ý kiến gì hả? Không có. Đỗ tổng có một điểm tôi muốn đính chính lại. Sứa khổng lồ với sứa bình thường không giống nhau. Giới sinh vật có một suy đoán, trong quá trình tiến hóa chúng đã sớm mất đi cơ quan cảm biến ánh sáng, vậy nên môi trường tối tăm đã trở thành nơi giúp chúng sinh tồn. Cũng giống như một số người vậy, chỉ thích hợp sống trong bóng tối. Nếu sứa khổng lồ được sinh ra dưới ánh mặt trời, có lẽ chúng cũng sẽ tiến hóa ra cơ chế hoạt động mới để thích ứng với môi trường. Không thể vì chúng từng sống nơi tối tăm thì không thể hướng về phía ánh sáng được. Xem ra Đỗ tổng nghiên cứu về loài sinh vật có độc này cũng kỳ công biết ghê đó. Biết sơ sơ thôi. Vậy anh có biết loài sứa nào độc nhất hay không? Sứa hình hộp Úc, sinh trưởng lâu đời ở vùng biển phía bắc của Úc và New Guinea. Nước chạm vào xúc tu của nó sẽ chết ngay lập tức. Nó là loài sứa độc nhất thế giới, không có loài sứa nào độc bằng nó. Tôi nói không sai chứ viên tổng? Vừa hay tôi cũng muốn hỏi thử viên tổng, loài sứa nhỏ nhất trên thế giới là loài nào? Sứa Irukandji.
Đường kính thân dù của nó chỉ có 1,5cm. Thân dù của nó có hình lập phương, chủ yếu phân bố ở Red Barrier của nước Úc, độc hơn 100 lần rắn hổ mang. Một con là đủ giết người rồi. Quả nhiên là tính hiếu thắng của đàn ông một khi dâng cao. IQ có cao đến đâu thì cũng biết thạch tình ngốc. Anh em, hai người nói một hồi có thấy khác chưa? Có muốn uống nước gì không? Tôi đi mua nước cho nha. Cứ coi như tôi chưa hỏi đi. Lần này anh vừa lòng chưa? Vừa lòng rồi. Khách hàng của thế giới phương Tây thân mến, buổi biểu diễn cá heo sắp bắt đầu. Xin mời quý khách vui lòng di chuyển tới khu vực biểu diễn. Đi thôi. Làm gì? Xem biểu diễn. Bên này mà. Đúng thật là đồ ngốc. Vô cùng cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tới tham gia hoạt động một ngày hẹn hò của thế giới phương Tây chúng tôi. Không biết trong thời gian hoạt động tự do ban nãy, các bạn có tìm thấy người nào xứng đôi nhất với mình không? Xem ra các bạn vẫn còn rất ngại ngùng, dũng cảm lên nào. Thế giới phương Tây chính là nền tảng hẹn hò giúp các bạn tìm được một nửa đích thực duy nhất trên thế giới của mình. Tiếp sau đây, mời các bạn căn cứ vào độ xứng đôi khác nhau từ 70% tới 100% di chuyển đến thánh địa hẹn hò lãng mạn mà chúng tôi đã chuẩn bị trước đó. Chúc tất cả khách hàng đều có thể gặp được định mệnh trong cuộc đời mình. Mọi người hãy lập tức hành động thôi nào. Qua bên kia. Tôi cảm thấy trẻ vị thành niên chắc không thể đăng ký dục áp của Tiểu Xuyên chứ. Đừng nói cô cũng đã kết đôi thành công rồi nha. Sao có thể chứ? Tôi tới đây phụ với tư cách người thân thôi. Đừng nói là anh cũng kết đôi thành công nha. Cô đùa hả? Trước giờ tôi còn chưa sử dụng áo đó bao giờ nữa. Tôi chỉ tới để khảo sát một chút thôi. Ờ. Vậy tôi đi tìm Tiểu Xuyên. Vậy lát nữa gặp. Sao con còn chưa đi nữa? Chú còn nợ con kẹo mút. Còn nhớ đến kẹo mút nữa hả? Không có kẹo mút, không có tiền, chỉ có túi giữ nhiệt thôi. Xin hỏi, bạn có tin vào tình yêu không? Bạn có tin cả cuộc đời chỉ có thể yêu một người không? Vậy hai bạn có tin vào sự sắp đặt của định mệnh không? Chúc mừng hai bạn đã vượt qua thử thách đồ ăn ý của chúng tôi. Hiện tại hai bạn có thể xoay người lại gặp nhau rồi. Can't catch your light. Your flare's so high.
Hả? Chuyện này là sao? Sao lại là cô? Được, vậy thì làm theo luật chơi. Chúng ta ở trong này một lát rồi ra ngoài. Cũng được. Giang Tổng tới rồi à? Hân Hân, cô cũng tới hả? Thật ra thì tôi tìm Tô Tổng cũng không có gì gấp lắm. Tôi không làm phiền hai người nữa. Đợi một chút, tôi chuẩn bị bữa trưa cho hai người rồi nè. Hai người mau qua đây ăn đi. Cả Tiểu Viên cũng vậy. Vậy được. Cũng được. Cảm ơn cô. Tiểu Viên, tôi khát nước, rót giùm tôi ly nước đi. Dạ được, thưa Giang Tổng. Nhắc mới nhớ, Giang Tổng à, cô và trợ lý Tiểu Viên yêu đương lén lút trong công ty như vậy, có phải rất thú vị không? Giang Tổng uống từ từ thôi, không bị sặc đó. Bình thường. Trời ơi, cô còn ngại nữa chứ. Thật là, hai người mau ăn đi. Ăn đi. Viên Viên, mở ra đi. Trời ơi, Giang Tổng gọi Tiểu Viên là Viên Viên, nghe ngọt ngào quá. Đương nhiên rồi, Viên Viên của tôi chu đáo lắm. Tôi thích chay mặn tách riêng. Hơn nữa, không thích ăn cà rốt với đậu tương. Vậy nên lần nào anh cũng giúp tôi tách riêng ra hết, phải không nè? Chu đáo quá. Sao nhiều đậu tương vậy ta? Chỗ kia còn nè. Mắt anh chưa có bị mù. Giang Tổng, mời thưởng thức. Cảm ơn. Trời, em làm rớt đũa rồi. Viên Viên lụm giùm em đi. Dạ được, thưa Giang Tổng. Mời Giang Tổng. Đột nhiên em không muốn dùng đũa nữa. Hay là anh đút em ăn đi. Hả?
trúc cho em ăn là vinh hạnh của anh. Phải rồi Giang Tổng, tôi nghe Tô Sứ nói là anh ấy có một ông sếp vô cùng khó đối phó. Người này rất thích hành người khác. Đúng vậy, người đó rất hung dữ, vừa tự luyến vừa ngang ngược. Tôi cũng không dám chọc anh ta. Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi nghe Tô Sứ nói người đó đã lớn tuổi rồi mà vẫn độc thân, lúc nào cũng ghen tị và giận lây sang Tô Sướng. Loại người này bụng dạ xấu xa như vậy, chắc chắn mặt mũi cũng chẳng ra làm sao, nói không chừng còn bị hói nữa. Hơn nữa cô nói xem, theo lý mà nói anh ta ngồi lên được vị trí đó, sao có thể ngay cả một người phụ nữ cũng không có được chứ. Vậy nên tôi suy đoán, lẽ nào anh ta là... Cục cưng, cơm nguội rồi, em mau ăn một miếng đi. Giang Tổng, Tô Sướng của tôi đây, có lúc nói chuyện hơi thiếu suy nghĩ, dễ đắc tội với người ta, đặc biệt là với ông sếp hay ăn hiếp anh ấy. Sau này ở trong công ty cô quan tâm anh ấy nhiều hơn giùm nha. Được. Sao có thể được chứ, mọi người trong công ty đều rất yêu quý người như Tô Tổng mà. Dù là cấp trên hay là cấp dưới đều rất yêu quý anh ấy, sao có thể ăn hiếp anh ấy được chứ. Phải không Tô Tổng? Phải đó. Hơn nữa hiện giờ có cô ủng hộ, tôi tin rằng sự nghiệp sau này ở công ty của Tô Tổng nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Cô Trời ơi, tôi trễ giờ rồi, tôi hẹn bạn thân đi làm nail. Mọi người bàn công việc đi, tôi về trước đây. Tạm biệt. Đúng rồi cục cưng, hôm nay bạn thân của em hẹn chúng ta cùng ăn cơm tối. Chồng cô ấy đi công tác về rồi, anh ấy luôn muốn làm quen với anh đó. Anh đừng có quên nếu nha. Nếu anh có thể sống sót mà tan ca anh nhất định sẽ đi. Hả? À không, anh sẽ tiện em nè, về. Nè Tô Tổng, đúng lúc tôi có chuyện cần bàn với anh. Hay là để Diên Diên tiễn đi. Diên Diên, đi đi. Được rồi Giang Tổng. Cô Hân Hân à, mời.